không mà những đứa nghĩ chùa mình á, chùa mình cái duyên tặng quà nó đặc biệt thì sao quý vị ơi? Cái duyên nó tặng quà đặc biệt thì sao quý vị? Chứ có ai mà nghĩ mà cái chuyện mà đi đến chùa mà tặng khăn này đâu quý vị? Không có đâu phải không? Không có nghĩ điều này đâu hả quý vị? Thật sự người ta nghĩ rằng là những món quà này nó không có dính vào Phật giáo quý vị, nó không có dính vào cái chuyện pháp thí, hiểu không? Vậy chứ quý vị đòi pháp thí là cái gì? Quý vị nhớ nha, trong cái thời cuộc này độ sanh á, nó không phải cứng nhắc được. Có những món đồ mà người ta đeo theo nó không phải dính trong Phật giáo pháp thí, nhưng nó lại trở thành pháp thí. Thật sự nó trở thành pháp thí. Tại vì sao biết không? Tại vì khi quý vị chọn cái căn này, quý vị phải nhớ niệm Phật, điều pháp thí chứ gì. Ví dụ như giờ những đức tặng quý vị một cái lon đựng nước uống, nhưng mà trong cái lon đó những đức lại ghi những cái dòng chữ mà khi vị uống nước vị nhìn cái thôi là quý vị phải sanh một cái tâm hoan hỷ để uống nước. Điều pháp thí chứ gì, đúng không? Không mà tặng cái lon này xịn sò lắm nghe. Sau này mà làm được cái này không phải đơn giản á. Đúng không? Nên cái công ty xí nghiệp nào mà dính với mình cái là thôi rồi, là phát triển á, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mà phát triển mạnh đó quý vị. Những đức nói quý vị biết rằng là cả đời những đức nghe, những đức có tiền những đức làm sạch. Sợ nhiều Phật tử theo không nổi. Ở đâu mà nấy le lử hết chứ. Xanh mặt xanh mày đó thầy làm dữ quá. Thấy không? Nên từ đó không mà mình làm cho người ta thiệt quý vị ơi. Ví dụ như người mù thì mình cho người ta thiệt mà. Không mà người mù phải làm nha, tội nghiệp họ. Ừ. Tại vì bây giờ nó tới chương trình hoài không làm kịp nè. Bây giờ quý vị coi tuần này bây giờ tới thứ bảy chủ nhật là lễ 34 năm ngày rồi. Nhân đức khuyên quý vị sắp xếp được nên về đây ở đây tu, hiểu không? Quý vị về quý vị nói với chồng vậy nè: anh ơi, cho em thứ bảy chủ nhật là chùa tu, thứ hai một ngày trao chọn cho anh. Hiểu không? Rõ ràng nghe. Thứ ba, thứ tư cho em đi tu, buổi chiều em về trao chọn cho anh. Hiểu không? Đó. Nên rõ ràng rồi quý vị. Tại vì chiều thứ tư là mình về rồi, buổi sáng đó xong mình về rồi thì chiều đó còn nghỉ, còn thứ hai đã một ngày rồi còn gì, đúng quý vị? Đó, vì làm vậy thì nó cân bằng, được đi tu mà cũng được phục vụ đại chúng nữa. Được không? Được không? Đó, cái này là cái mà mình phân biệt rõ ràng nghe. Chứ vị nói đi 5 ngày người ta cũng buồn á. Đi hoài buồn chứ. Bây giờ nói thiệt nghe, bây giờ nếu những đức ngoài đời mà không đi tu, mà bây giờ mà những đức ngoài đời có vợ, mà vợ những đức mà lễ mà nó đi luôn 5 ngày cũng buồn. Đi luôn 5 ngày nó buồn quý vị, mình buồn chứ. Ở nhà hôm nay mình đi nhậu hoài, mình đi chơi cũng buồn. Từ nếu mà hai vợ chồng mà đồng lòng mà đi lượt thì nó ngon quá, đúng không? Nó hai vợ chồng đi luôn thì nó ngon. Còn cái này mà mình đi một mình thì mình phải bàn cho rõ ràng, mình đưa lên kế hoạch cho nó thiệt là kỹ lưỡng, hiểu không? Không, cái này là tâm lý nó làm gì đó quý vị, hiểu không? Tâm lý nó làm gì đó. Còn mấy bà già già tôi khỏi cần nói tới nữa. Không sâu thì tôi nói tới chứ, già quá nói chi nữa giờ cho nó mệt đi, hiểu không? Nó những đức nói đây là cơ hội quý vị, nghỉ lễ tới 5 ngày
quá đặc biệt, mình có cơ hội mình đi đến chùa tu tập. Yên tâm đi, vô đây là cơm nước như Đức lo hết nha. Nghĩa là qua tuần này là những Đức chuẩn bị lương thực đồ đem về, mua đồ ăn được uống đồ ngon lành đem về chuẩn bị để đãi quý vị nha. Nên quý vị thấy rằng là quý vị thấy những Đức chia sẻ Phật pháp giống như dụ người ta quý vị à, thấy không? Chia sẻ Phật pháp giống như đi dụ người ta vậy đó. Mà dụ người ta đi đâu quý vị? Dụ người ta đi tu. Những Đức có dụ quý vị tiền bạc không? Rồi những Đức có dụ quý vị đi chơi không? Không có đâu. Dụ quý vị đi tu mà. Nên tại sao người ta đến những Đức đông là biết vì sao không? Vì những vui. Vui. Hiểu không? Vui. Quý vị ơi, bây giờ á, một tuần lễ á, một tuần lễ quý vị á, những Đức tin chắc 100%. Ở nhà từ khi quý vị nghe những Đức giảng thì quý vị có những lúc quý vị ngồi chỗ nào quý vị cũng cười vui lắm. Nhưng nếu quý vị mà bước ra cái việc đi làm, thấy không? Vì bước ra cái việc làm nghe, là quý vị không có cười được bao nhiêu đâu. Bây giờ á, con người người ta phải cần hạ quả, nóng nảy quý vị, mà cách cười cũng là một phương pháp để hạ quả, đúng không? Bây giờ quý vị coi cái số lượng con người ở đây á, nó nóng không đơn giản đâu. Nhưng mà nếu quý vị mà không hòa nhập được để có nụ cười á nghe, ngồi ở đây chịu không nổi. Người ta mà quá trời đông, thấy không? Cười lên cái cho tỉnh cơ quý vị. Thấy không? Cái này mà thật sự mà nói, cái pháp hội mà chia sẻ bọc pháp của mình là chắc từ xưa chưa từng thấy. Nhưng Đức nói thiệt chứ bây giờ rõ ràng cái lời giảng mà Đại Lão ở Từ Tịnh Không này nói rằng là duyên quan trọng. Không có duyên đố mà có con mén nào mà nó vừa tay vừa chân, đừng có nói chuyện dẫn chơi. Không dễ đâu quý vị ơi. À, này là ngày dựng cái duyên đó quý vị. Chứ quý vị thấy nhìn Đức lên thì Đức có nói gì đâu. Không quý vị ơi, chúng ta đến với cuộc đời này mà mình có thể gặp nhau và có nụ cười thì nó là quá hạnh phúc quý vị à. Bây giờ á, đa phần chúng ta sống với cuộc sống như con người như bây giờ thì dù là đời đạo cũng vậy chứ, chúng ta nói phải quơ đũa cả nắm, nhưng mà đa phần là gặp nhau là kinh tế nhiều lắm. Chúng ta giết rồi thằng kinh chúng ta bị kinh tế luôn, giết rồi quý vị bị tưng tưng luôn, vì bị gặp nhau nó kinh tế quá nên giết rồi nó tưng tưng đầu óc. Đừng có nói là đời, cả đạo nó cũng kinh tế nữa. Đa phần mình làm gì cũng kinh tế. Có những nơi người ta cũng có những phương tiện. Thí dụ ta nấu một buổi ăn gì đó, rồi bị lợi bị ăn thì mỗi cổ phần là bao nhiêu. Đó là cái cuộc sống để người ta làm cái gì đó trong ngôi tam bảo, có nhiều cách. Còn những Đức thì được cái miệng kinh tế, là cái cách nói chuyện người ta vui quá, nên cái khả năng nói chuyện của những Đức nó đột phá vào nội tâm người khác. Đột phá. Thì những Đức lại làm cái vai trò mà giúp cho người khác vui và đem Phật pháp giới thiệu.
Còn nếu như mà có những người không có cái duyên này thì người ta phải làm cách khác. Tại vì cuộc sống con nào cũng phải ăn. Thì có thấy con nào không ăn không? Không ăn sao sống? Nên cho quý vị biết rằng là từ con thấp nhất nó ăn tới cái con cao nhất. Mà con thấp nhất nó đưa thẳng lên cái con cao nhất ăn. Con người hay con nào nó cũng vậy. Hiểu chưa? Hiểu không? Thì trong Phật giáo cũng vậy. Gặp nhau cũng phải có kinh tế. Hiểu không? Cái này quý vị không phải quơ đũa cả nắm, mà kinh tế nó mới là có cuộc sống. Có thực mới vật được đạo. Nhưng kinh tế nó có nhiều loại kinh tế. Có những loại kinh tế vì cá nhân của mình, và có những loại kinh tế vì mọi người. Bạn đang đi vào vai trò kinh tế nào? Tùy bạn. Nên từ nơi đó mà bản thân những đứa học Phật mười mấy năm, đối với cái việc mà Phật Pháp thì mình không biết nhiều, nhưng về con người thì mình lại biết quá nhiều. Biết nhiều quá. Biết đến mức mà xí xó luôn. Tại vì sao? Sao cũng được. Biết đến mức mà sao cũng được. Muốn sao cũng được. Nếu trong cái thời cuộc này bị không đạt đến cái trình độ đó thì phiền não tới tấp. Hiểu không? Pháp không định pháp. Chị em cùng đi tu chung với nhau, thăng nhau đó. Nhưng có những lúc thì mình nói câu em muốn sao cũng được. Đó là cái muốn của em mà. Bạn bè anh em nam đi tu biết nhau, có những lúc anh muốn sao cũng được. Tại vì sao? Có những lúc lại không thật với nhau. Chúng ta đừng bao giờ đi thất vọng làm gì. Tin sâu nhân quả. Hiểu không? Có gì đâu. Thật sự quý vị biết rằng là gặp nhau cả tu hành cũng vậy. Phải qua đũa cả nắm. Mà cả tu hành cũng vậy. Khi gặp nhau nói chuyện là ngọt nhau khi có tiền. Nhưng khi không có tiền thì có thể chăm thọt với nhau. Hoặc là có tiền đưa rồi thì chọn lại sau lưng. Có không? Tu cũng có, nói chi là đời. Người tu mình cũng có thì nói chi là đời. Nên mới nói là mạt pháp. Nên như Đức mới dùng cái câu gì? Sao cũng được. Vì sao? Những việc này mình hiểu hết rồi. Nhân quả mỗi người thôi, chúng ta cần gì phải nặng nề chứ. Thấy không? Nên từ nơi đó anh thích thì sao? Em chiều vậy. Vậy thì trong cuộc đời này nó quá đặc biệt rồi quý vị. Chúng ta luôn luôn vậy, duy trì mình, giữ được chính mình. Còn anh thích sao đó là chuyện của anh chứ. Anh đòi hỏi phước duyên anh đủ không mà thích. Anh đủ thì anh thích anh mới được. Anh không đủ anh có thích cũng là chỉ là nhìn để mà giải khát thôi. Mà nhìn có giải khát được không quý vị? Nhìn không có giải khát được. Hiểu chưa? Một dĩa đồ ăn đem lên không thể nào nhìn mà no đâu quý vị à. Nhưng nếu chúng ta không đủ phước thì chúng ta chỉ nhìn chơi thôi. Thấy không? Nên từ nơi đó mà dùng cái câu sao cũng được. Thấy không? Bạn muốn thì sao thì tùy bạn. Còn tôi muốn về cực lạc nên tôi chọn con đường của tôi. Quý vị phải nghĩ quý vị là tương lai là người dân ở thế giới cực lạc thì sao cũng được. Còn nếu như quý vị chưa nghĩ rằng quý vị là người dân ở thế giới cực lạc thì quý vị rất nhiều thứ bị buộc ràng từ văn tự, chết chắc trong văn tự. Nhưng Đức nói rằng bản thân những Đức không có uống nước đá, nhưng mà nóng quá cũng phải uống nước đá. Hôm qua thời tiết nóng quá trời, buổi trưa con bé nó đem ra ly nước nóng, những Đức uống, phải uống. Nhưng trong lòng những Đức nói vậy thì con chưa có làm được cái chuyện trong Phật Pháp. Vì trong Phật Pháp á, con có hiểu. Có những lúc người ta nói người ta không uống nước lạnh, nhưng mà nó nóng quá phải uống nước lạnh chứ làm sao. Thấy không? Nó phải thông tình đạt lý quý vị.
Nè, giờ nóng mà kêu uống nước nóng thì sao uống? Đó, quý vị thấy không? Vậy bởi vì cái câu trong Phật pháp vô cùng phổ thông, sao cũng được. Hiểu không? Quý vị sẽ tự nhiên bị tự tại vô cùng luôn. Không, những người Đức nói nó cười cười vui vui vậy đó, mà lâu lâu có một câu, quý vị cũng đem đó mà gánh về nhà đi. Câu này hay lắm á. Lễ lộc tới rồi, anh muốn sao cũng được. Nghỉ lễ mà, nghỉ lễ mà. Rồi anh thì nói lại em là sao? Em muốn sao cũng được. Ông về bàn với nhau á. Rồi cuối cùng là tôi ký hợp đồng. À giờ đó vậy, ngày đó ngày đó vậy. Chúng ta ký hợp đồng rõ ràng hết trơn. Mỗi người ký tên rẹt rẹt vô, sao cũng được. Thưa quý vị, không, quý vị ơi, trong cuộc đời này mà quý vị sống gì thì Nhân Đức nói quý vị quá tự tại rồi, quá đặc biệt rồi quý vị. Bây giờ có cô Phật tử, cô gặp Nhân Đức lại thầy, thầy giảng pháp mà con thấy mấy cô Phật tử, mấy cô quá ủng hộ. Thầy làm gì để mấy bà làm gì? Có nhiều nhiều người người ta không thích thầy. Những Đức nói cái người không thích những Đức ít, rất là ít. Cái người mà thích những Đức nó nhiều. Thì bây giờ quý vị coi, đâu có cái pháp luật nào mà nói rằng là không cho người ta vui quý vị. Công nhận quý vị. Và không có cái buổi giảng pháp nào mà đưa ra ký hợp đồng rằng là không cho người ta vỗ tay và cười. Thấy không? Nó chỉ có cái lý luận trong Phật pháp rồi. Họ nói rằng là nhìn cái pháp hội thiếu sự trang nghiêm. Trang là gì? Là đẹp. Nghiêm là gì? Là vui. Vậy thì quá phù hợp rồi. Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị, họ ngồi im gu hết trơn, chúng rồi bà nào bà nấy tóc tai xỏ xuống bù xù, rồi nước miếng nước mồm chảy tùm lum, bà ngủ mà, thì cuối cùng có được cái gì đâu quý vị. Nên từ nơi đó giúp cho người ta có nụ cười niềm vui. Và có một người họ bình luận câu gì, họ nói pháp hội của thầy thì rất nhiều người là để dự khóa tu, nhưng mà đa phần thầy giảng là để cho họ cười thôi, chứ không được cái gì. Nhưng Đức nói vậy chứ Phật pháp cho họ được cái gì? Quý vị muốn Phật pháp cho bị cái gì? Họ không biết cái gì luôn quý vị ơi, lạ ghê luôn. Nhưng Đức hỏi quý vị, thế giới cực lạc á, tại sao gọi là cực lạc? Vui chứ gì quý vị. Nhưng quý vị nhớ là cái niềm vui của thế giới cực lạc không phải vui như mình. Người ta vui từ pháp lạc của nội tâm, nhưng chúng ta không có khả năng để đột phá cảnh giới đó. Nên chúng ta phải cần ở thế gian này phải cần cười ra miệng, phải công nhận là như vậy đó. Phật A Di Đà giảng pháp chắc chắn 100% không bao giờ có cái chuyện hội chúng mà quơ tay quơ chân kiểu này. Nhưng đó là ở thế giới cực lạc. Chừng nào chúng ta về cực lạc chúng ta sẽ không làm việc này. Còn ở cõi này thì chúng ta làm việc này cho nhiều chúng sanh ở cõi này buồn mà cảm thấy ngưỡng mộ. Vậy thôi. Hiểu không? Sao cũng được. Từ nơi đó mà tao quan hỷ quý vị đó. Nên khi mà mình vui gì rồi, những Đức mong rằng nhờ cái niềm vui này, quý vị khi mà bữa nay đi đến đây cộng tu á, ví dụ như trong số lượng đông này có một người hồi sáng cũng bực bội chồng mà đi lại đây tu, thì những Đức mong rằng đem cái niềm vui này hồi hướng mong quý vị sao cũng được.
hết buồn đi quý vị ơi. Được rồi, vậy là có kết quả, gọi gì đó quý vị. Còn có những người mà ngồi trong đây á, mình á, ví dụ cả ngồi trong đây luôn mà mình lại không thích mấy bà này, bà quơ tay quơ chân mà la lối sùm, thì bây giờ quý vị cũng nói trong lòng quý vị một câu, sao cũng được. Quý vị đó, à, quý vị biết rằng là Hòa Thượng Tịnh Công này kể á, năm xưa khi mà cái vị này mà cái vị này lúc trước nhà Đức nói cái tên là ổng nói cái câu mà một câu A Di Đà là viên thuốc thần diệu á, nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà. Thì vị này lúc mà ngoài đời chưa đi tu, ông rất khó, cực kỳ khó luôn. Mà khi hẹn với ai á, thí dụ như 10 giờ rưỡi gặp nhau, quý vị đến 10 giờ 32 phút thì ông mở cửa ra nói với quý vị một câu, đi về đi, ngày mai 10 giờ rưỡi hả Đinh. Còn nếu quý vị đến 10 giờ 27 phút thì ông nói quý vị đợi đi, 10 giờ 30 gặp. Đó, kinh chứ, không tưởng tượng được. Mà ông là người sơn học rất viên bác, nên người học cao hiểu rộng thường khó tính, hiểu chưa? Ông rất khó. Sau này khi ông đi tu, ông là một vị thầy mà chuyên dạy về giới luật, dạy về giới luật. Thì vì biết rằng là ông rất có tiếng tâm, ông rất giỏi, tiếng tâm dữ lắm. Thì ông đi đến đạo tràng thì dọn cơm cho ông ăn, thì hỏi ông là bữa nay cơm ăn sao. Ông nói lạc có hậu ngon của lạc, mà ngọt có ngon của ngọt, mặn có cái ngon của mặn. Ông rất dễ tính, áp dụng cái câu này vào ông liền, sao cũng được. Ê, hay không? Từ một người ngoài đời cực kỳ khó tính mà học Phật ra người dễ tính. Còn khi ông đi đến một cái nơi kia, ông dạy giới luật xong, khi tất cả học viên đưa ông xuống núi, đi tới chỗ, ông nói một câu rằng, thời cuộc này học thì học, nhưng cố gắng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mang cầu hồ. Cấp trước như Đức ưa nói tên vị này mà tự nhiên bắt tự quên đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng một con người khó tính mà học Phật ra dễ tính, đúng rồi. Còn một con người dễ tính mà học ra khó tính là sai rồi. Sai. Sai. Ở dưới quê có một cái ông này, ở cái xóm đó mà ông học ra làm bác sĩ. Ông có nhà, ông là giống như cái nơi mà trị bệnh tư nhân á, là dưới quê vậy là cũng xịn sò lắm rồi. Sớm làng đó mà ông là người học ra làm bác sĩ, có tiếng tâm. Quý vị biết rằng là ông bên đạo Phật giáo Hòa Hảo sấm giảng là thôi, ông thuộc lào lào vậy, thông hiểu nhiều lắm. Ông đọc về lời dạy của Khổng Tử rất nhiều, hiểu biết rất nhiều luôn. Bên Nho Gia cũng hiểu nhiều, bên Phật giáo Hòa Hảo cũng biết rất là nhiều. Nhưng khi mỗi lần có đám tiệc mà ông đến, người mà ngồi chung với ông là xung quanh ta nói rằng người mớ, người mớ. Bà con cháu gặp ông là tức khắc đi đường khác. Vì sao? Đi ngang ông thì bước đi nào ông cũng chỉnh, cách đi nào ông cũng nói, ông đều không vừa lòng, không vừa ý. Ông hoàn toàn lấy sách vở ra để áp đặt cho người khác. Nên khi người nào ngồi ăn chung với ông, người ta nói người mớ, mày biết thăng mày. Quý vị nghĩ coi, sở học đó cần phải học không quý vị? Quý vị nhớ nè, cái sở học là để áp dụng bản thân, chứ không phải để áp đặt người khác. Đúng không? Một người tu học mà cái hạnh của Di Lặc Bồ Tát, quý vị coi, ngoài cổng chùa bước vào thường là điện Di Lặc Bồ Tát, cái bụng thiệt là to, phành bụng ra, miệng cười hả hê, có tiểu quỷ xung quanh, đứa ngắt mặt, đứa ngắt tay, đứa ngắt mũi, để làm chi? Nói đó gọi là những
loại quỷ phá hoại, chọc ghẹo. Mà ngài vẫn là cười, bụng to là sự khoan dung, nụ cười là tâm quan hỷ. Chúng ta vừa bước vào cổng chùa thôi, Di Lặc Bồ Tát đã dạy chúng ta cái tâm khoan dung quan hỷ rồi, bao dung thương yêu quan hỷ tha thứ. Di Lặc Bồ Tát đã dạy rõ ràng rồi. Chúng ta lại học Phật càng học lại càng khó tích, càng học đều càng bắt lỗi bắt phải. Chúng ta bắt lỗi cái người mà hiểu lỗi thì càng nên bắt, còn bắt lỗi cái người mà nó không hiểu lỗi thì bắt chi cho nó mệt. Ê quý vị, quý vị đi bắt giết hao xăng thì làm gì mất thời gian hao xăng, hiểu không? Nên học Phật càng học càng dễ. Dễ không phải là bê tha. Quý vị coi chùa những đức quản lý, những đức vui, những đức dễ đó, nhưng có ai dám lạng hoạn khư khơ không? Vì đi lại đây bị coi thử có phải không? Lúc nào nghiêm khắc là ra nghiêm khắc. Các cô những đức cười thiệt là cười vui vậy đó. Ừ, nhưng mà lúc những đức chỉ cần tức khắc tất cả những người trong bếp đang nấu ăn, mỗi người đều phải đứng vị trí của chính mình. Chỉ cần cười cái những đứa không cười cái thôi rồi là xong rồi, im re hết trơn. Không có ai dám nhúc nhích nói hé gì, mà cười gì thêm tiếng gì nữa chứ. Vì muốn cười cười thì những đứa không nói tới, nhưng những đứa không có cười vậy thì tự nhiên không có ai dám cười nữa chứ. Đó là chuyện của họ, những đứa đâu có kêu họ vậy đâu, không có kêu họ vậy, nhưng mà tự nhiên nó vậy đó. Còn trong chùa những đứa sống rất gần gũi, nhưng mà cái nào rõ ràng cái này, các huynh đệ anh em bên cạnh cũng y rang vậy thôi. Nói quý vị coi, những đức vẫn là gần gũi với quý vị mà, nhưng những đức có những lúc lại là công chuyện của chính mình. Nên quý vị học Phật mà nếu như vậy thì đúng là cuộc đời bị đặc biệt quá, đúng không? Không khéo mình học Phật chứ mình đi đâu mình cũng cầm trái gai đi theo chứ. Thích gai không? Đi đâu cầm trái gai theo, cuối cùng không đâm được người ta mà đâm ngược mình. Hiểu không? Chúng ta đi đâu cũng cầm trái cười theo vẫn là hay. Trái gai cầm theo chi cho nó mệt tim, đúng quý vị? Đó. Nếu nhận thức đường gì thì vì học Phật hay quá. Học Phật quá đặc biệt, nó quá giải nghiệp phá thai này cũng do cái tâm vui mà ra. Cái tâm vui nghe, chứ những đức không phải nói vị đi ăn nhậu bê tha vui nha, mà những đức nói là cái tâm quý vị vui. Từ hôm nay quý vị vui vì không buồn giận ai để trong tâm. Quý vị giết người, quý vị phá thai là giết người chứ gì. Tuy là luật pháp ở xã hội không bắt quý vị, nhưng mà cái nhân quả không tha quý vị. Tại vì quý vị giết người, nên quý vị từ hôm nay quý vị muốn cho hương linh tha thứ cho quý vị. Tại sao quý vị có nhiều thứ quý vị không đi tha thứ cho người ta? Mình mỗi ngày, nhiều người phụ nữ trong đây mang nghiệp phá thai, quý vị biết rằng người ta được thân người khó được, người ta vừa chòi đầu lên bị đạp súng rồi, hẳn cỡ nào chưa. Vậy mà mỗi ngày quý vị có nhiều cái bị đâu có tha thứ cho người khác đâu, nhưng quý vị luôn luôn là nói con ơi con tha thứ cho mẹ đi, con đừng có báo thù mẹ, con đừng có này đừng có kia. Thì sao quý vị không hỏi là quý vị đối xử với bao nhiêu con người xung quanh quý vị bị có tha thứ không? Ngồi suy nghĩ đi. Đó, nếu như từ hôm nay quý vị tha thứ cho con người hiện tại đang sống thì hương linh thai nhi sẽ tha thứ cho quý vị. Chứ làm sao bây giờ, chuyển nghiệp là gì? Chuyển nghiệp là từ ngay cái tâm đó mà ra, chứ đi chi cầu ở đâu để chuyển nghiệp. Đó. Nên mỗi một con người mình nhận thức cực kỳ sâu sắc để làm sao chuyển được nghiệp phá thai. Mỗi ngày nghe pháp để thông tâm, niệm Phật để sanh quan hỷ. Từ nơi những cái điều quan hỷ, vui vẻ, an lạc niệm Phật, từ hôm nay không có muốn làm những việc ác đó nữa. Vì thì nghiệp mình đã chuyển rồi. Nghiệp mình đã chuyển rồi còn gì quý vị? Rồi phát nguyện cầu sanh cực lạc. Người ta thấy quý vị từ khi phát nguyện cầu sanh cực lạc, quý vị đã là con người vui vẻ quan hỷ dễ tính. Vì người ta nghe quý vị nói về thế giới cực lạc tốt, người ta cũng muốn về. Khi người ta cũng muốn về thì cái tâm báo thù của hương linh thai nhi
càng ngày càng không còn muốn báo thù nữa. Quý vị biết rằng cái chửi bên ngoài nó không đáng sợ bằng cái tâm bên trong chửi đâu. Quý vị có thể là một con người sổ sàng, quý vị la người ta một tiếng, nhưng vì không ác tâm nó đỡ hơn là quý vị không la người ta mà tâm quý vị lại ác. Không la mà tâm lại ác. Cái này là cái rất quan trọng nha quý vị. Thà bây giờ mình làm chồng làm vợ gì, người ta không phải mình nói người ta một tiếng đi, chứ mình đừng có nghiêm. Nghiêm nó còn khổ hơn là bị nói nữa. Bây giờ thà nói một tiếng chứ bây giờ mà mình mang bộ mặt. Bây giờ vợ chồng sống với nhau đừng để cho cái gia đình mình 2-3 ngày phải bị nặng nề. Chúng ta cái gì chúng ta nói một câu là xong. Nói một câu là xong đi. Tại vì vợ chồng cần phải cởi mở. Mình ngồi lại với nhau mình cỡ mình mở. Hiểu không? Vợ chồng mà có gì đâu mà không cởi mở được. Cái gì mà còn cởi mở được không chi là cái đó. Mình đừng có nghiêm nghiêm chi quý vị. Bây giờ cái khổ nhất bây giờ quý vị coi gì mang bộ mặt lạnh. Bực bội cái gì mang bộ mặt lạnh. Thí dụ như mình vợ mình chồng gì mình ghen vợ ghen chồng mình. Mình nói thẳng đi. Bây giờ anh không chịu em vậy đó. Em vậy anh không thích. Tại vì anh thương em. Nên anh thấy em mà lả lơ nói chuyện với người ta là anh thấy bực bội rồi đó. Anh có chia tình cảm này cho người khác được. Anh không vừa lòng. Mai mốt em khéo léo kỹ một chút đi. Anh thấy bực bội lắm rồi đó. Khó chịu rồi. Thành nói thẳng câu như là xong rồi. Còn hơn là mình ngại với lương tâm mình là mình là đàn ông lên mình nói câu đó mắc cười quá, kỳ quá. Rồi mình lại nghiêm nghiêm người ta mà lại đi tức trong tâm mình. Người ta có biết mình làm cái gì đâu. Thì người ta cứ cười bình thường. Mà người ta càng cười mình càng tức. Càng cười thì càng tức. Giống như chồng quê. Mà nó tức kiểu đó nó lỡ nó tát vô mặt mình á. Tại vì nó tức quá. Tức nước dở bờ quý vị. Thà mình nói đi nè, anh không đồng ý em như vậy. Rồi xong mình là người vợ mình cũng khéo. Anh ơi, hai vợ chồng mình sống với nhau á, em có cái gì mà anh không vừa bụng không? Tại vì anh nói thiệt chứ em cũng không biết được những việc gì em làm mà anh không vừa bụng nữa. Bây giờ anh có thể nói đi, những cái gì mà em làm anh không vừa bụng anh nói đi, rồi em sẽ sửa cho. Đó là mình là người cỡ mở ra. Mình là đàn ông cũng vậy. Anh sống vậy, anh có cách nói chuyện của anh. Nhưng mà anh có cái gì áp đặt em mà làm cho em nặng nề không? Em nói đi. Chúng ta cỡ mở. Cỡ mở xong chúng ta cỡ mở. Đúng không? Hiểu quý vị? À, chứ đừng có mà dặn với nhau không chịu cỡ mở mà đi cỡ mở cái kia. Có nhiều người vậy nghe quý vị. Dặn nhau thì phải giải quyết nội tâm. Giải quyết nội tâm xong thì muốn cỡ mở cái gì thì cỡ mở. Vì nội tâm đã giải quyết rồi. Còn bây giờ nội tâm không giải quyết, có cỡ mở cái kia đi chăng nữa thì ngày mai cũng dặn nữa. Cái này còn khổ ác hơn nữa. Hiểu không? Nên phải càng nói cho rõ ràng. Nói xong rồi thì sao cũng được. Không mà nghe gì thấy dễ thương đúng không quý vị? Không, nếu quý vị mà có chồng mà vậy đặc biệt á, có vợ mà vậy cũng được á, đúng mấy ông? Chứ đừng có nghiêm. Nghiêm nghiêm là khổ nhất đó quý vị. Cứ cái mặt anh ăn cơm chưa, để đại đi mà để em hâm đồ ăn lại cho anh ăn nghe. Không cần đâu, đồ thay đi để cho em giặt. Thôi khỏi, để chút tôi giặt. Giặt lẫy quý vị. Giặt lẫy kiểu đó quý vị vô bị bắt pháp, nhưng đức quý vị nghe cười. Quý vị phải lanh chút nữa. Cái lúc đó là quý vị phải lanh. Nói nè, anh à, thà có gì thì anh nói đại đi. Cái tâm quý vị chỉ cần cỡ mở là nó hay lắm. Tại vì chính mình phải cỡ mở trước, chứ mình đừng có bị áp lực nó đặt vào mình. Mình thường bị cái bệnh là người ta áp lực, nhưng mà mình lại lấy cái áp lực tại vì mình thương đâu quá. Mình quá thương nên mình thấy cái tâm trạng người ta làm gì, mình lại đem cái áp lực của người ta đặt vào áp lực của mình. Cuối cùng hai người trở thành áp lực. Mà áp lực gặp áp lực thì nó áp sức.
Hiểu chưa? Thì áp lực với áp lực thì áp sức chứ sao vậy? Hiểu chưa quý vị? Sức mẻ tình cảm á, áp sức là sức mẻ tình cảm, hiểu chưa? Nên quý vị thấy họ áp lực, nhưng quý vị đừng bao giờ đem cái áp lực đó đặt vào tâm quý vị. Quý vị là người khôn học Phật khéo léo, quý vị lợi vì giả lạ nó, anh nè có gì anh cứ nói đi, em sửa hết. Trời ơi, chồng em là số một trong lòng anh. Vì nói câu đó đàn ông ai mà không thích quý vị. Bây giờ anh cứ nghĩ đi, hai ba đứa con rồi, con cái hai ba đứa rồi, thì còn cái gì nữa mà anh mà còn nghi ngờ này kia. Thằng ơi, ai mà nhào vô em chi, con cái đùm đeo này anh khỏi cần lo. Chàng ơi, với em học Phật rồi, bao nhiêu bạn đồng tu, bao nhiêu người biết em, mà em làm gì mặt mũi nào em gặp thầy không? Anh khỏi cần lo chuyện này, em muốn cho nó đàng hoàng chứ đâu có. Ngày xưa không học Phật thì còn đầm bậy, bây giờ học Phật rồi không có dám, vì bao nhiêu cặp mắt của bạn đồng tu nhìn rồi đi đến chùa gặp thầy sao đây. Nên anh có gì anh nói thẳng để em sửa liền. Mình nói một câu vậy, đàn ông nó càng yên tâm, mà thêm cái nữa là gì? Nó cỡ mở ra, nó cỡ mở liền. Rồi mình lợi mình đứng ngay sau lưng mình bóp vai cho ảnh đang ăn cơm. Bóp vai nghe. Bóp vai một chút cái đầu thấy im gu nguôi nguôi à. Vì lấy tay bị ký nè, cái đầu. Có ngày suy nghĩ cái gì đâu không? Có ngày suy nghĩ gì đâu không? Là mất tiêu rồi, đàn ông nó vậy đó quý vị. Nó mau có kỳ à. Còn họ mà áp lực quý vị cũng đi áp lực, là hai cái nó áp sức, là sức mẻ tình cảm 100% luôn. Quý vị biết có nhiều người nói, ủa sao ông thầy này cái gì cũng hiểu vậy ta? Cái này là cái mà bản thân Nhật Đức nuôi người già mà ra đó. Chứ Nhật Đức đâu có vợ đâu mà Nhật Đức biết cái chuyện này. Nuôi người già mà ra đó quý vị. Tại vì sao có những lúc mấy bà cụ bà cái này cái kia nó kỳ lắm. Bản thân mình cũng đã chịu những lúc mà bản thân mình cũng bị áp lực. Cuối cùng những đức bùng phát, những đức la âm sụp. Sao những đức ngồi suy nghĩ, thì ra là áp lực gặp áp lực nên áp sức. Nên bản thân những đức hiểu được nguyên lý này. Nên trong cái tình cảm yêu thương, nó càng yêu thương chừng nào thì nó càng nghi ngờ chừng nấy. Nó càng yêu thương chừng nào thì nó càng nghi ngờ chừng nấy. Con người ích kỷ lắm quý vị. Không có chịu chia sẻ tình cảm với ai đâu. Chúng ta đã làm vợ người khác rồi, chúng ta đừng có giỡn, đừng có đùa. Nhất là gặp những người đàn ông mà người ta vui, mà người ta chọc ghẹo mình, đừng có đùa cợt. Nghĩ rằng mình đã có chồng rồi không quan trọng tới. Có khi chồng mình nó thấy nó để ý. Nên bản thân chúng ta cả một tin nhắn chúng ta cũng không dám đùa. Ai biết được lúc người ta đang nhắn tin ai là người cầm điện thoại. Đây là sự vô tình mà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Hiểu chưa? Mình phải cực kỳ khôn khéo chuyện này. Một cái tin nhắn nào chỉ cần đùa cợt một chút là tuyệt đối chúng ta không nhắn lại. Chúng ta không bao giờ nhắn lại cái tin nhắn đó. Tại vì nhắn lại tập thành thói quen. Thói quen rồi mai mốt lỡ chồng mình cầm điện thoại rồi sao? Nên những đức không bao giờ cái chuyện mà nhắn tin cho ai. Vì những đức nhắn tin nuôi sai chính tả. Mình nhắn bậy bạ nó lộn tin rồi sao chạy. Mình viết sai á quý vị. Giờ thầy không xưng xưng anh, Phật tử không xưng xưng em, cuối cùng thêm cái chữ kế bên là anh nhớ em, nhắn qua chồng nó coi được cái tin nhắn một phát, nó lặn theo cái tin nhắn, nó quýnh mình chất phù mỏ luôn, đã là mô hô mô sẵn rồi, bây giờ nó làm cho mô thêm nữa thôi là chắc đi hát lô tô luôn. Bởi vì không dám nhắn tin cho ai luôn. Không bao giờ quý vị thấy từ xưa giờ Như Đức có nhắn tin cho ai không? Không có nhắn. Cần cái gì gặp nói vài câu xong. Nhắn chi? Thấy không? Nên cái này là cái Như Đức dặn quý vị rất là kỹ. Mình đi tu không có tùy tiện cái chuyện nhắn tin với quý thầy quý chú trong chùa. Họ biết đâu cái tâm lý họ cái gì. Con người ở ngoài đời thì họ đùa cợt thoải mái, như cái người ở trong đạo thì họ thường bị áp lực tâm. Nếu như một con người tu an lạc thì thôi, mà họ tu không an lạc họ bị áp lực cái tâm. Đừng có bao giờ nói rằng mình có chồng, có con, mà họ mình đi đến chùa, mình vui quá, họ sanh tình cảm với mình. Rồi đây họ động tâm với mình, họ nhắn tin bậy bạ sao? Lúc đó chồng mình biết được mắt tính tâm với Phật Pháp. Nên tốt nhất không bao giờ xin số điện thoại người nào trong chùa.
Từ khi ban tổ chức trong chùa, người đó ta tin tưởng nó đặt số điện thoại, chứ không có bao giờ qua lại số điện thoại với ai chứ. Cả ông thầy cũng không có bao giờ nhắn tin qua lại. Nhắn chi? Con đến chùa mục tiêu là con nghe thầy giảng pháp, chứ đâu phải con đi đến chùa con xin số điện thoại này làm gì. Nó nên nó nói rằng là con có chuyện gì con điện cho thầy, không có chuyện gì để điện hết chứ. Chúng ta chỉ có nghe pháp niệm Phật cầu sanh cực lạc, không có chuyện gì để điện với nhau chứ. Thấy không? Rõ ràng. Cái chuyện của thầy làm ở trong chùa con đâu có làm được. Cái chuyện của con ngoài đời thầy cũng không đụng được. Vậy thì nước sông phẩm nước giếng thì nhắn làm gì? Cái chuyện gì để nhắn với nhau chứ. Gặp nhau lâu lâu gặp còn thấy đặc biệt hơn. Còn nhắn tin hoài, nói chuyện qua lỡ hoài, còn gì là giảng pháp. Thật sự quý vị biết, có nhiều người người ta nghĩ rằng phải cần bồi dưỡng Phật tử thì Phật tử mới đến chùa. Quý vị lo tu người ta mới đến chùa. Lo tu hành ta mới đi đến chùa chứ quý vị. Nên tất cả chúng ta mục tiêu là nghe đạo để áp dụng trong cái cuộc đời của mình. Đúng không? Còn bản thân của mình làm vợ là ngưỡng mộ chồng là số 1. Dù là trong tâm mình ngưỡng mộ Phật Pháp là số 1, nhưng chúng ta hình thức ngoài xã hội, chúng ta ngưỡng mộ chồng mình là số 1. Nghe không? Đó. Nên phải có cái tâm như vậy quý vị. Càng đi tu nó càng tiện tu, càng đi tu càng dễ tu. Buông xả cái gì tự quý vị biết, chứ không cần thiết quý vị nói cái sự buông xả mà chồng không chấp nhận. Vì chồng quý vị luôn luôn là nó nghĩ rằng là đời đời kiếp kiếp quý vị phải làm vợ nó. Nếu như họ chưa biết tu, họ thích nghe cái câu nhất là câu gì? Em đời đời kiếp kiếp làm vợ của anh. Thích nghe câu gì đó. Ví dụ như lỡ chồng mình hỏi: em ơi, đời này em làm vợ anh mà em muốn những đời sau làm vợ anh nữa không? Mình nói: muốn. Có sao đâu. Có nhiều người nói: ủa, nói vậy là dính rồi thầy. Cái nguyện nào mạnh nhất thì đi theo cái nguyện đó. Nghe chưa? Vậy thì có giả dối không thầy? Không. Giả dối một chút mà người ta không buồn còn hơn thật mà làm người ta lo sợ, lo âu. Hiểu không? Cái giả dối mà ác là do gì? Chúng ta có ý hại người khác. Cái giả dối một chút mà không hại ai, đó là phương tiện giúp đỡ người. Hiểu không? Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị nè, bây giờ cái khăn Nhân Đức tặng quý vị đâu phải khăn xịn đâu. Khăn dởm lắm. Nhưng mà Nhân Đức nổ banh xác. À, xịn không biết, tôi không biết cái xịn dở gì không biết. Nhưng mà tôi nói là cái khăn này tôi mua không đến nỗi khăn xịn quá đâu. Quý vị có thừa tiền để mua khăn quá tốt, quá xịn luôn. Nhưng mà cái tấm lòng Nhân Đức dành trong cái khăn này nó xịn thôi. Được chưa? Đó. Không. Nhưng mà Nhân Đức lại nổ cái khăn này. Tại vì sao? Vì nổ người ta mới thích. Chứ nếu bây giờ mà trong cái xã hội này mới bị không nổ ai thích. Nhân Đức nói cho quý vị nghe, quý vị buôn bán cái gì mà không quảng cáo? Nhưng mà có những loại quảng cáo quý vị lại là lường gạt người khác là sai. Còn này tôi tặng quý vị thì không đặt vào vấn đề lường gạt. Tặng thì đâu có đặt vấn đề lường gạt đâu quý vị. Tặng đồ muốn cho ta nhiều người về để nhận đồ mà lường gạt cái gì? Đó, nên từ nơi đó phải nhận thức cho thật là sâu sắc. Hiểu được rồi thì quý vị thấy sao cũng được. Bữa nay quý vị nghe pháp cười quá trời nhiều, chỉ lấy được có 4 chữ thôi. Sao cũng được. Thì quá đặc biệt rồi. Vậy thấy không, nếu không á, nguyên một bài pháp giảng quý vị không lấy được câu nào hết trơn. Dù quý vị thấy có nhiều câu hay nhưng không nắm được câu nào. Hôm nay nắm được. Nó sao cũng được, quá hay luôn. Lễ tới rồi. Hiểu không? Nên quý vị biết rằng không, mà những cái tấm hình những Đức chụp quý vị thấy nó có cái tự tại nha quý vị. Đúng không? Mỗi tấm hình nó có cái tự tại nghe. Chứ nó không đến nỗi mà
ủ rũ. Thấy quý vị, coi hình nào nó cũng có cái niềm vui cho người khác để nhìn chứ nghe. Tuy là không đẹp nhưng mà nó lại vui quý vị. Mấy nói nhỏ cho mấy anh biết, mấy bà thích, mấy chị đã thích rồi thì dễ thương hết, hiểu không mấy anh? Cho mấy chị mà không thích rồi là có đẹp cỡ nào đẹp thì mấy chị cũng dẫm xuống chân, hiểu không? Nên nó phải nữ mà thích mình phan hả, tự hào quá. Vì sao? Ghê lắm. Hiểu chưa? Không phải đơn giản đâu. Làm cho người ta thương thì thời gian nó lâu lắm, nhưng mà làm cho họ ghét trong tích tắc là họ ghét rồi. Thấy không? Nên tôi không có bị dụ đâu. Hiểu chưa? Nó nên cứ làm hết tấm lòng thôi. Mà khi mấy én mà thương rồi á thì được lắm. Mà các én mà không thích rồi thì kể như tiêu. Nguy hiểm lắm. Bây giờ mấy ông đi, mấy ông khéo mà vợ mà nó thương nó nghe, về là mấy ông cái canh ngon, đồ ăn ngon ngọt, niệm ấm chăn im, sạch sẽ, đồ đạc ủi bóng ngờ. Còn én mà đã không thương thì sẽ biết đồ ăn như thế nào. Đồ đạc nhăn nheo, không bao giờ ngó ngàng đến. Nên mấy ông biết vợ mấy ông thương mấy ông nhiều, mấy ông sẽ biết liền. Tỉ mỉ từng chút, ủi đồ, lo lắng. Từ cái mền, cái gói, cái gói của chồng đang ngủ là ngửi thử coi, ông có chảy nước miếng dơ không? Đem đi giặt liền. Còn nàng đã không để ý rồi thì cái gói đó nàng sẽ để tự ý mấy ông giặt đi, chảy bao nhiêu chảy kệ ông. Chứ vì biết người phụ nữ họ đã thương mình rồi, họ tỉ mỉ từng chút, họ lo, họ quan tâm, họ coi từng chút coi cần cái gì để họ quan tâm cho mình. Vì họ đã thương, họ thương như vậy đó. Nên bản thân của mình đừng bao giờ cho họ làm quá thứ, quá nhiều cái cho mình, mà mình phải gích lại. Gích lại mình không cho làm, để cho nó chữ lại lâu dài vì sao. Chứ thôi mình xả cản cho họ làm đại một thời gian, nó quay 180 độ lại với mình. Nguy hiểm lắm. Ồ, bây giờ đâu quý vị ơi. Đó, nên á, cả chúng trong chùa mà những đức lo này, những đức kinh nghiệm lắm quý vị à. Ừ, kinh nghiệm lắm. Khi mà lo thì những đức này kia, những đức nó thôi 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 thôi, chữ lại lâu dài. Nghe không? Chứ nếu như cái gì mình cũng mang cái ăn tình đó quá nặng, nguy hiểm. Nên nhất là phái nữ đừng có nặng ăn tình với họ quá. Cho họ mà nặng ăn tình với họ quá sau này nguy hiểm, tác dụng phụ lớn lao hơn. Nên những đức đối với người là gì? Những đức đem ăn tình mong người ta nặng với mình, chứ tôi không nặng ăn tình với ai. Ừ. À, mình qua lại, mình qua nhiều, người ta lại với mình ít. Vậy thì con người mình sẽ giữ được tình cảm nhiều. Nếu mà mình để cho người ta qua với mình quá nhiều mà mình không có lợi với người ta thì từ từ mình hết phước rồi, mình cũng mất luôn tình cảm. Ừ. Đó, nên đó, nên đó không, cúng dường thì tôi kêu bỏ thùng tam bảo, nhưng khi tôi tặng quà thì chính tay tôi tặng. Hay không? Phải nặng tình cảm với tôi hết chưa? Không cái nào làm nó thật lòng đó quý vị. Đó. Nhưng mà cái quan trọng là niệm niệm vì người. Hiểu không? Cái quan trọng quý vị là cái tâm quý vị như thế nào. Cái này mới là cái quan trọng nè. Chứ bản thân mình chưa bao giờ suy nghĩ mình gạt ai chứ. Mình học Phật mà mình gạt người khác mình có tội. Nhất là gạt phụ nữ là hèn lắm. Đúng quý vị? Họ mà bây giờ mà mình ngọt dịu với họ thì dễ gạt họ. Nhưng mà mấy bà này cũng đâu phải dễ gạt bác. Nào mình thấy khôn quá trời đâu mấy. Gái mới lưng lên đâu mà gạt.
hiểu không? Không, nhưng mà phụ nữ dẫn là vì mình mà khéo mình cũng dễ gạt họ lắm, thật sự luôn á. Nhưng mà mình gạt phụ nữ là hàng lắm, thật sự luôn. Mình thật lòng với người ta thì đúng. Nên tất cả đàn ông mà gạt phụ nữ là hàng lắm. Không, ví dụ như mà người ta mà có chồng, chồng bỏ, mình thấy người ta giàu, nhào vô kiếm ăn vì là ngon quý vị. Không, hiểu không? Vì không đẹp, đúng quý vị. Nên những đức nói rằng quý vị đi đến chùa mình tu tập, không, quý vị muốn cúng dường cái gì, quý vị phải thông qua chồng đàng hoàng. Còn nếu không động vợ động chồng, thà đừng cung, đừng cung. Nhớ kỹ nghe, từ khi đồng tiền này là đồng tiền mà chồng quý vị cho riêng quý vị để dành ăn uống, mà để dành thì cái đó vì có quyền. Tại vì chồng cho mình ăn mà mình ăn ít, mình để dành tiền mình tu phước duyên. Còn tiền của chồng công vợ, thí dụ của vợ công chồng, thì thí dụ như chúng ta phải thông qua vợ chồng cho đàng hoàng. Tại vì không phải cá nhân của mình, không phải cá nhân mình mà mình quyết định một mình và không có đúc. Nhớ kỹ, không có nói rằng đây là cái công đức gì lớn, xây chùa công đức lớn gì. Đã là không đồng tình giữa vợ chồng thì không làm, chờ cơ hội chừng nào đủ duyên thì mới làm. Nhưng mà mình có quyền nêu lên với chồng, nêu lên với vợ: anh thấy nhà chùa làm điều đó thấy được, anh cũng muốn tu phước tu duyên để cái đức lại cho con cháu mình, để anh thấy làm sao hay em thấy làm sao, để cho mỗi người tự suy nghĩ. Lúc đó quyết định là quyết định giữa vợ chồng, chứ không có được mà nói đó là công đức. Rồi không có tiền cũng tùy tiện đi mượn tiền để đưa đi cúng, hoặc là bạn đồng tu đi tu chung hỏi mượn tiền mà tùy tiện không thông qua chồng mà đi cho bạn đồng tu mượn. Trong cuộc đời này chúng ta tin ai? Chúng ta tin nhân quả thiệt, nhưng trước nhất chúng ta phải chịu cái phiền phức khi trong cuộc sống này. Đổ vỡ gia đình rồi sao? Lúc đó quý vị sẽ khổ te tua đó. Đừng bao giờ giỏi dạng tin người khác mà để đưa gia đình mình ra cái lòng tin đó. Nó thôi chị ơi, chồng của em cái gì em phải hỏi, người ta không có chê mình ngu đâu, phải hỏi chồng tiếng. Còn từ khi mình một mình quyết định chuyện đó, mình chịu trách nhiệm hết. Nhưng có chồng thì mình phải hỏi chồng, có vợ phải hỏi vợ, hai bên phải kết hợp với nhau. Mình như vậy rất là đúng, chứ đừng có nói nhà chùa đang làm gì đó gì đó, công đức vô lượng. Công đức vô lượng đâu chưa thấy, mà thấy cái chuyện gia đình tan hoang phiền phức xảy ra. Nên khi cúng cái gì phải tính cho thiệt kỹ, suy nghĩ cho kỹ. Tại vì làm được rồi mà gia đình không bị ảnh hưởng. Đừng bao giờ cho rằng làm việc trong Phật Pháp là công đức vô lượng, cúng nhiều có nhiều, bậy. Chừng nào có thì tính, nhưng trước nhất bây giờ thấy già không còn cắt. Cái này nên suy nghĩ kỹ lại nghe. Làm sao mà mình càng cúng mà bản thân mình vẫn có cơm ăn ở nhà bình thường, đảm bảo được chuyện gia đình. Nghe không? Bạn bè đồng tu là đồng tu, có thể bao nhau buổi cơm hoặc là ăn cái gì, nhưng tuyệt đối không có dính dáng cái chuyện bản thân chúng ta đụng tới cái chuyện mượn tiền qua lại. Hồng dính, dính vô là gán chịu. Nó, cái đó là cái quý vị không khéo đó. Khi người ta đã muốn một việc gì, người ta bất chấp, người ta muốn nói gì cũng được. Đi tu thì đi tu, không phải ai cũng là hoàn toàn tu giải thoát đâu. Cái này là Như Đức hướng dẫn quý vị, nó rất là cân bằng nghe với cuộc sống luôn á, chứ Như Đức không nói ai hết trơn á. Đó, nên Như Đức khuyên quý vị nè, quý vị khi đi về chùa, quý vị hãy lo tu đi. Đừng bao giờ đi về chùa vì một cái mặt kinh doanh nào khác. Nếu quý vị mà lo về tu hành, phước duyên quý vị còn cực kỳ lớn hơn. Đừng bao giờ có một mặt kinh doanh khác. Nhớ nghe, những đức quý vị không nghe bị gán chịu. Vì khi chúng ta đi được đi đến chùa là để thời gian của chúng ta được cái tâm an lạc, chúng ta có được những giây phút được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, chứ không phải mục tiêu đi đến chùa để chúng ta quảng cáo một số sản phẩm này kia. Hãy ngồi suy nghĩ cho thật là kỹ. Muốn làm cái gì thì ở trên mạng, chị em biết mình, tự người ta vô cái trang của mình mà người ta cần cái gì mình đáp ứng. Đó là chị em về Phật giáo đàng hoàng. Còn đã bước đi đến chùa là hoàn toàn chỉ có tu tập, còn cái gì cúng dường Tam Bảo không dính một cái gì.
Cho quý vị biết rằng bản thân Như Đức quá kinh nghiệm rồi cái chuyện khi người ta đi đến gần chùa ở. Nên Như Đức đã từng có một bài giảng mà người ta không đồng tình. Không đồng tình cũng không được nữa. Tại vì sao? Vì hoàn toàn nó là như vậy mà vì sao mà không đồng tình? Nó là như vậy mà không đồng tình cái gì? Làm gì? Như Đức là người trên đó ngày xưa mà Như Đức không biết nữa là thôi. Tại vì sao? Họ là như vậy. Nên từ nơi đó đồng tiền danh lợi nó rõ khó vượt qua dữ lắm. Cả người tu hành đây mà còn khó vượt qua đây mà. Không chi là một người bình thường vì một gia đình của mình. Khó lắm quý vị à. Nên những đức nói rằng cho quý vị biết. Mình cúng dường mình hộ trì một người phải có trí tuệ. Không khéo không phải hộ trì đâu. Mà là hại người đó. Nhất là những người đi tu còn trẻ trẻ. Đừng bao giờ tùy tiện cúng dường tiền cho họ để đi đầu này đầu kia tham học. Tham học không khéo thành tham lam. Cẩn thận quý vị, không phải hộ trì người ta đâu. Quý vị tạo điều kiện cho người ta đi nhiều chỗ sau này mắc đạo đó. Một con người chịu lo tu hành, Phật Bồ Tát không có bỏ họ đâu. Họ ở đâu sẽ có thằng hộ pháp hộ trì cho họ. Chắc chắn quý vị luôn á. Còn đi long nhong đầu này đầu kia miễn bàn. Tuyệt đối cái chuyện dù là người xuất gia mà đến tặng nhà mình cái này cái kia là tuyệt đối dứt phát. Tại vì sao? Không khéo tới chuyện gia đình. Còn người xuất gia mà chỉ cần nhắn tin về tiền bạc là chúng ta dứt phát liền. Từ ban đầu phải dứt phát liền, không được dây dưa. Dây dưa rất phiền phức. Thí dụ như có những người trượng phu chỉ cần động nhẹ câu người ta là người ta đã không chấp nhận rồi. Còn có những người chúng ta thật sự mặt chai vì mặt chặt thì chúng ta phải tránh xa liền. Cái đó rất nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Một con người khi mượn tiền mình một câu dứt phát được không? Không, không thôi. Người này còn có thể cho mượn tiền được. Đưa rồi khỏi cần nói trả luôn nữa. Muốn trả trả, không trả thôi. Còn một con người đã đeo theo mà mượn cho bằng được thì con người này nếu bị đã đưa rồi thì đừng suy nghĩ họ trả. Đã đưa rồi thì đừng suy nghĩ họ trả. Vì người này nó dai dữ lắm. Nẹo mà quý vị. Hiểu không? Mình đói chết bỏ nhưng hỏi một câu. Khổ quá, hỏi một câu thôi. Được được thì thôi, tùy phước phần của mình. Chúng ta như vậy thì con người này quý vị đưa họ đừng quan tâm tới nữa. Tại vì họ chỉ có một câu thôi, quyết định luôn. Tại vì sao? Được được thì thôi. Em đang kẹt quá, thật sự rất kẹt. Nên từ nơi đó, chừng nào trả, em cũng chưa biết chừng nào trả cho anh luôn. Tại sao em rất kẹt mà con đường của em hiện tại rất khó khăn, rất khổ. Không biết chừng nào để trả cho anh được. Nếu giúp được thì cứ giúp, không giúp được thì thôi. Người này còn có thể. Mượn tiền mà nói kiểu này là người này không phải đơn giản. Họ nhất định sẽ trả cho quý vị đó. Còn nói ngon nói ngọt à, em đưa cho chị đi, đưa cho anh đi, tiền lời mỗi tháng này kia là nó rút binh luôn. Rút binh luôn cho quý vị biết, không có giỡn đâu. Thôi, tiền chúng ta để trong túi mà xài. Muốn xài cái gì đó xài. Đừng có giờ đưa qua tay người khác. Tiền trong tay mình là của mình. Tiền đưa qua tay người khác là của người khác. Đúng không? Đừng có nói bạn đồng tu gì. Bạn đồng tu là bạn đồng đi tu, chứ không phải là đồng tiền. Đồng tu chứ không phải đồng tiền. Nghe quý vị. Nên những đức nói rất là rõ ràng. Chùa những đức làm bao nhiêu chuyện gì, những đức chỉ nêu cái mà làm tốt. Quý vị có làm hay không làm, đó là chuyện của quý vị. Thấy không? Bây giờ những đức với hòa thượng có xây chùa 4-5 cây cột để đó, không xây được, những đức không có ảnh hưởng gì những đức chứ. Hòa thượng cũng không ảnh hưởng gì hòa thượng chứ. Thầy trò tôi có tâm, nhưng chúng ta không đủ duyên, chúng sanh không đủ phước thì chúng ta có để 4 cây cột chứ. Rõ gì nặng nề chi. Bao nhiêu Phật tử nói trời tội nghiệp thầy, lúc này năm nay thầy phải lo nhiều thêm. Tội nghiệp gì? Tội nghiệp gì? Hỏi tội nghiệp tôi đi. Lo tội nghiệp với người tôi có gì đâu tội nghiệp tôi. Ông thầy hung dữ tới ghê trời trời. Kỳ cục quá cái gì đó. Ngồi phía sau nãy giờ tội nghiệp ghê. Lỡ tới đây mà nhìn thấy lỗ tai thầy không, kỳ ghê. Thấy chưa? Nên quý vị à, những điều như Đức chia sẻ đây nó rất xác thực trong cuộc sống.
Thấy không? Cả anh em đều cũng vậy. Mượn tiền thì vợ chồng phải thông nhau. Đừng bao giờ mình nghĩ rằng anh của mình đưa tự ý, vợ mà bắt phục. Đừng bao giờ nói chị của mình mà vợ tự ý, chồng bắt phục. Chúng ta với đồng vợ đồng chồng, đó là sự tôn trọng với nhau, cái gây dựng hạnh phúc. Hiểu không? Rất là rõ ràng. Nên chúng ta nói thiệt chứ, cái gì cũng là gia đình mình là cái quan trọng. Mất gia đình rồi chúng ta đi đâu đây? Mất gia đình chúng ta đi đâu đây? Vô chùa thì việc này chúng ta nói thiệt mà nói nghe, quý vị khỏi cần lo, những đức làm được. Nhưng quý vị có thể đi vô chùa ở luôn được hay không? Quý vị đi lại ở đây là ở với một tuần, hai tuần, một tháng thì việc này không nói gì quá đâu. Nhưng khi quý vị vô đây ở luôn đi rồi quý vị sẽ thấy cái bộ mặt thật của những đức. Nhớ kỹ, đối với người thường trụ ở luôn thì hoàn toàn có cách khác. Đối với người mà cộng tu lâu dài khác. Đối với người đến chùa 2-3 ngày là khác. Khác đây không phải là giả dối. Nhưng nếu quý vị đã vô luôn thì Nhà Đức sẽ thẳng thắn với quý vị. Có nhiều thứ Nhà Đức rất thẳng thắn với quý vị. Vì sao? Vì đã là người nhà rồi thì không cần phải vòng vo tam quắc nữa. Nghe không? Không khách sáo nữa đâu. Còn vị đi đến chùa 2-3 ngày dự lễ khách sáo với vị đó. Khách sáo là gì? Sao cũng được. Thấy không? Còn đã là người trong nhà thì là có quy tắc. Nhà không có quy tắc của nhà, nước không có quy tắc của nước, loạn hả? Nên, còn quý vị đi đến đây cộng tu thì là rất là thoải mái, nên sao cũng được. Nên quý vị mà đi đến đây tu, đúng không quý vị? Đây là giảng rất là thật lòng nghe quý vị. Rất là thật lòng. Nhưng trong đó không có một chút gì về cái chuyện mà muốn vật chất. Vật chất cho người ta, làm cho người ta. Làm gì bản thân những đức phải nặng vấn đề đó. Thật sự, điều là làm cho hội chúng à. Nên quý vị nhớ rằng tu học gì thì nó quá thoải mái rồi, quá an lạc rồi. Những đức nói thật sự, nhiều người người ta tiếp nhận Phật pháp mà tại sao cuộc đời người ta rất là khổ. Người ta lại rất là nặng nề, rất là khổ. Những đức nói quý vị nghe, nếu quý vị thật sự dùng Phật pháp để áp dụng để độ sanh chân chính mà làm đó nghe, quý vị không bao giờ thiếu cái gì đâu. Không bao giờ thiếu cái gì đó. Chắc chắn quý vị luôn. Từ khi những đức bước vào cửa đạo tới bây giờ luôn, những đức chưa có bao giờ mà những đức thiếu một cái gì. Đây là rõ ràng Phật pháp nó quá hay, tuyệt vời luôn. Nếu quý vị áp dụng Phật pháp trong cái cuộc sống quý vị nghe, từ hạnh phúc và phát triển, chứ không bao giờ quý vị thụt lùi. Không bao giờ thụt lùi đâu. Thấy không? Nó, đây là những bài chia sẻ Phật pháp mà quý vị xác thực rõ ràng luôn. Còn sau này đi đến chùa ở là đi thẳng vô chùa đi. Chùa rộng nè. Vô chùa ở đi. Mà vô chùa cũng đừng bao giờ nghĩ rằng tôi có điều kiện tôi mua cái phòng. Đừng làm điều này luôn. Đã vô chùa ở thì nhập chúng, nhập cảnh, nhập duyên mà tu. Một cái phòng riêng thì không khác nào đem cái nhà mình vô trong chùa. Cuối cùng người ta tưởng đâu là có một cái phòng. Thì người ta lâu lâu người thân đến thăm người ta dễ độ người thân. Không độ được người thân mà người thân độ mình đi ra ngoài. Tính chưa chắc đâu. Kinh nghiệm quảng chúng nè. Thấy bao nhiêu người rồi đó. Lạ thay vô con cái phòng ở không có lâu. Tại vì sao gì biết không? Một là vì được thoải mái. Hai là gì? Người thân gia đình vô muốn tu tu thôi, không quản lý được. Khó quản lý chỗ đó. Còn vô trong 6 người, 7 người ở chung thì phải theo quy tắc. Quy tắc nó giúp cho mình sanh phước duyên đầy đủ. Nó kết luận là sau này cuối đời nó có kết quả rất là lớn cho chính mình đó. Và thêm cái nó luyện mình trong cái buồn vui. Cuối cùng tâm quân bình trước buồn vui. Còn nếu như mà bản thân mình mà cá nhân có một cái phòng ở riêng thì nguy hiểm. Vì không ai đụng được mình. Không ai đụng thì không nói lên gì về cái chuyện tu hành cả. Nên cái đó là cái rất quan trọng. Đã vô chùa là cứ nhập chúng đi. Nếu cho những đức chọn lựa, nếu như những đức xây một ngôi chùa, xin thưa với quý vị, bao nhiêu cái phòng, thí dụ có thể làm việc này được nè. Có một khu, lâu lâu có những người cộng tu lâu ngày ta đến ở 1-2 ngày, Phật tử, một số Phật tử nước ngoài gì 1-2 ngày, kệ cho người ta ở cộng tu, ta ở không,
không có một cắt bạc nào trong đó hết. Hoàn toàn nhà chùa chúng ta đều quy nhất cái chuyện gì? Người vô chỉ có ở chứ không có nói đặt vấn đề là tiền. Sạch sẽ luôn. Không có chuyện này. Nếu cho chùa những đức mà quyết định thì sẽ làm như vậy đó. Cái quy mô mà gọi là nhiều người làm thì nó không làm. Ví dụ như bây giờ vài ba người hộ pháp không bằng 10.000 người hộ pháp. Chùa mình mà đợi những người giàu đem tiền đến thì ở đây ngóng mỏ rồi. Chết queo. Queo luôn đó, chứ đừng nói mà queo. Chùa chúng ta là thập phương bá tính, Phật tử khắp nơi, ai cũng có tấm lòng, người nhiều kẻ ít, chứ không có một cá nhân ai là người hộ pháp cho chùa này. Nên từ nơi đó mà chúng ta mới sống vui gì. Nếu chỉ có 2-3 bà nào ở đây giàu phát tâm thì những đức lo rồi đó. Những đứa cũng bị sách mỏ đi vòng vòng. Tại vì sao? Vì 2-3 bà này làm sao những đứa ở trong chùa hoài được. Lâu lâu họ cần cái gì những đứa phải ra tay. Tại vì sao? Nhà có cái gì phải lỡ cúng. Rồi cái gì phải lỡ ăn vị Phật. Còn bây giờ có ai đủ những đứa đi đâu được đâu. Vì sao? Vì tôi đâu có dính cá nhân. Đâu có dính cá nhân ai đâu mà nói tôi được. Này là 100% luôn đó quý vị. Quý vị đi tìm đi, khó tìm ra chỗ này lắm. Cái mô hình của những đức là mô hình gì biết không? Mô hình tôi là mô hình tôi nhìn ra, chứ không phải là mô hình mà đi theo cái quy mô từ đó giờ. Mà tôi là ở phía sau nhìn được tổng thể. Nhiều người đi đến chùa hộ pháp gặp sư phụ. Sư phụ không đơn giản cái sư phụ đó đâu. Sau lưng chưa chắc là sư phụ. Vì lúc trước nè, tôi ở phía sau tôi biết hết trơn. Gặp cung kính lại sư phụ, sư phụ. Ở phía sau chọt quá trời chọt vậy đó. Nói ủa sao kỳ cô, sao tôi thấy cô mà gặp thầy sư phụ ghê quá, sao cô sau lưng cô nói kỳ cô. Thấy chưa, mình biết, mình biết được rồi. Sau này tới đời mình nói khỏi sư phụ mày, mệt quá sư phụ muốn chọt tao nữa hả sư phụ gì. Nhiệt tình hết mình thôi, khỏi đi con. Nên ai mà lỡ chùa mà chỉ cần nói một câu rằng thầy ơi, thầy yên tâm, thầy cứ làm đi, cái gì thầy cần thầy báo con biết. Những đức nam mô với đầu Phật. Tôi không có chờ ngày đó đâu. Tại vì sao? Cái gì cũng do cái chủ động mà ra. Cái gì cũng bị động, chết queo quá. Nên quý vị nhớ, chùa của chúng ta đây là nó có quy tắc rất là đặc biệt. Là cái gì nó không có cái chuyện đó. Nên đừng có ai gặp những đức mà nói câu rằng thầy cần cái gì thầy báo cho con. Đừng có báo. Cần cái gì thì cúng đi, báo gì cúng báo gì báo nữa, đi nghỉ đi. Nó nên còn cái chuyện mà cái gì nhóc nhen nhen thì mấy cô tự xử lý. Nó kêu thầy báo cái cửa đó đâu con, báo gì mà báo. Khi thầy làm gì thầy nói cái đó tốt, nó cũng muốn làm gì làm đi. Kêu với điện thoại, không có điện, điện thoại làm chi. Nó nên như vậy, nên chúng ta mới ở được chỗ yên. Thời gian đi tu 10 mấy năm, cỡ nào cỡ cũng đỡ hô. Cỡ nào cỡ cũng đỡ hô. Thế thì đến đó cho vị nghe. Nếu 10 mấy năm nay những đứa đi tu mà lúc nào cũng nhìn tiền bằng gì thì hô thêm rồi nè. Là hô thêm rồi. Những đứa đâu có nhìn tiền gì đâu. Thật sự quý vị, có nhiều người cúng dường những đứa còn chưa biết bao nhiêu tiền trong đó. Chưa bao giờ mà những đức đếm một cắt bạc nào trong đó. Nên những đức đỡ hô là phải rồi. Đi mỗi ngày mà những đức mà cầm tiền những đức đếm mà. Thì bị biết nó hô cỡ nào chứ quý vị. Hiểu không? Gọi tìm cái nữa mà cầm tiền mà bỏ vô tủ mà. Phải hô không? Phải hô không? Nên chúng ta sẽ rất là khổ quý vị. Nên dù cỡ nào chăng nữa, những đức cũng được 10 mấy năm có niềm vui. Và càng ngày thấy Phật Pháp tuyệt vời quá. Pháp quá tuyệt vời. Quý vị cứ yên tâm đi. Quý vị có phước là vì có phần. Trước mắt giống như vị không có vậy đó. Nhưng nó quay vòng nó cũng đưa cho quý vị.
Còn quý vị không có phước rồi, nó có đưa vô tay quý vị thì nó cũng chạy qua người khác. Đứa con có phước, quý vị có đem nó bị bỏ ra biên địa thì nó lỡ biên địa thì nó cũng hình thành một cái hoàng cung. Còn cái đứa con nó đã không có phước, vì có đưa nó vô hoàng cung thì cuối cùng nó cũng đến hầm rác nó nằm đó. Phước phần là cái cực kỳ quan trọng. Thành công của con người là từ phước phần mà ra. Chắc chắn mới bị luôn, 100%. Thấy không? Phải tin, tin vậy đi thì bị xét an lạc à. Tất cả những đứa con bị sinh ra nó đều có phước phần hết chứ. Quý vị không cần để cho nó một cắt nó cũng có anh. Tại vì sao? Vì nó có phước phận. Nên chúng ta làm cha làm mẹ, bây giờ nếu chúng ta không rõ ràng với con thì con nó trách mình. Nên thật sự là con mình nó có phước phận, phải tin chỗ này. Bản thân những đức nè, lang thang một gần nửa cuộc đời, cuối cùng ai nghĩ những đức đi tu? Bản thân những đức còn chưa suy nghĩ những đức đi tu. Có khi những đức ngồi trong ngôi chùa mà những đức nói ủa, ủa mình đang ngồi ở đâu vậy ta? Tại vì sao? Cái việc này những đức đâu có nghĩ tới. Nửa cuộc đời của những đức chưa bao giờ suy nghĩ những đức phải đi tu đâu. Những đức đâu có tâm nguyện đi tu đâu, mà cuối cùng những đức lại đi tu. Lạ như vậy. À, cuối cùng càng tu thì càng thích đạo. Còn có những người có tâm nguyện quá trời lớn mà vô đạo thì càng chán đạo. Còn những đức thì càng tu lại càng thích đạo. Dù ai có phê phán cỡ nào, những đức vẫn thấy cái đạo của Phật là đặc biệt. Nhớ kỹ nghe quý vị, ai có phê phán cỡ nào là do bị không cảm nhận được cái đạo của Phật. Nếu như thật sự bị cảm nhận được cái đạo của Phật, đạo Phật là số 1. Thật sự luôn. Đức Thích Ca Mâu Ni chưa bao giờ xỏ mũi ai để dẫn đi và lôi kéo tín đồ. Quý vị thích chọn như thế nào đó là chuyện của quý vị. Thì cuộc đời chúng ta đi tu cũng vậy, chúng ta đều tùy duyên phục vụ người ta, kẻ đến mà người đi, chuyện đó của quý vị quyết định, đúng không? Vậy thì bị quá tự tại rồi, đúng không? Nó nên cái câu mà Nhà Đức thường nhắc quý vị nhớ kỹ rằng đừng bao giờ chúng ta hụt hẳn khi người khác bỏ rơi mình. Người ta đang thương mình, cực kỳ thương mình, chúng ta cũng phải chữ một chút xíu gì đó cho bản thân mình. Đó là gì? Nếu như một ngày nào anh bỏ tôi hay em bỏ tôi thì làm sao đây? Chúng ta trả lời tôi phải sống. Tôi phải sống. Đừng bao giờ cho rằng con người sống ở cuộc đời này họ sẽ hoàn toàn hết mình với mình. Dù hiện tại họ rất hết mình với mình, nhưng chúng ta luôn luôn phải hết mình với chính bản thân mình. Hết mình với chính bản thân mình là gì? Là bản thân chúng ta tuyệt đối không bị gục ngã bất cứ một sự cố gì trong cuộc đời, không bị gục ngã. Đó là người biết thương mình. Nhớ kỹ nghe quý vị, đây mới là người thật sự biết thương mình. Quý vị gục ngã rồi thương ai? Chồng vừa bỏ mình là mình suy sụp. Quý vị suy sụp để làm gì? Vợ vừa bỏ mình là suy sụp. Bạn thân của mình hoàn toàn thân với mình bao nhiêu chục năm mà nó lại lấy vợ mình, suy sụp. Không có suy sụp. Vì trong cuộc đời này bất cứ chuyện gì trong cuộc đời này cũng có thể xảy ra. Nhớ kỹ nghe quý vị, không việc gì mà không xảy ra hết á. Hiểu không? Đơn giản đứa con mình mến tay mến chân nuôi từ nhỏ đây nè, như vậy mà nó dám cãi tủ, nó lấy tiền của mình, hoặc có thể nó dám giết mình để lấy của. Quý vị ngoài đời thấy có chuyện này không? Không lẽ quý vị suy sụp? Con mình gạt mình, con mình có thể dùng mọi kế để xử lý mình. Quý vị hụt hẳn? Không hụt hẳn. Vì sao? Vì tôi đã nghe thầy giảng, trong cuộc đời này có thể bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều có thể xảy ra. Hiểu không quý vị? Đó. Quý vị mà có cái tâm này thì quý vị luôn luôn là có một cái sự dự trữ về cái cuộc sống của chính bản thân mình. Không phải dự trữ tiền, mà là dự trữ về mặt tâm linh của nội tâm. Một ngày nào như Đức sẽ không còn một cái gì nữa cả. Như từ ở trên núi cao rớt xuống, không còn một cái gì cả, chỉ còn một cái quần. Tại vì cỡ nào cũng phải còn cái quần. Cái quần còn không còn nữa thì sao? Hiểu không? Thì mong Phật tử lúc đó thương, thương nhà Đức cho thêm cái áo. Hiểu không?
Có nghĩa là chỉ còn có cái quần và cái áo thôi, không còn một bộ đồ nào để thay đổi hết trơn á. Lúc đó phải làm sao đấy? Thì lúc đó thì lo niệm Phật, đi lang thang niệm Phật thôi chứ làm sao chị? Chứ làm sao bây giờ? Mỗi ngày cũng cười, thêm cái ba lô như hồi sáng đi coi cái bài pháp, đội cái nón và thêm một cái hồ lô. Hồi sáng giờ đi có nói cái hồ lô quý vị. Hồ lô này cái gì trong đó? Viên thuốc A và đà ở trong đó. Nhiều người ta nói rằng ông thầy Đức này công nhận bây giờ duyên phước đồ he, chùa chiền và thượng gia quá trời. Một ngày nào tôi không còn cái gì nữa cả. Vì sao? Chết rồi còn gì nữa. Hiểu không? Chết rồi còn gì nữa bây giờ? Cái gì cầm theo? Thiện ác cầm theo. Nếu không cầm thiện thì cầm ác. Còn nếu làm thiện làm ác lượt thì cầm hai thứ theo. Xuống dưới vui dìm dương tính sổ mình. Nên cuộc đời có người bị hụt hẳn làm cái gì? Người ta hôm nay người ta thương mình, người ta sẽ nói hoàn toàn, người ta moi trái tim ra đưa cho mình đó. Nhưng ngày mai người ta không thương mình nữa, một cọng lông người ta cũng không cho mình nữa, chứ đừng nói chi moi trái tim. Quý vị hãy chờ ngày đó đi, trong cuộc đời này quý vị có gặp việc đó không? Đó, điều có mà. Những điều như Đức nói cực kỳ xác thực. Không có ai thương mình bằng chính mình thương mình hết. Nhớ nghe, mình biết thương mình đi vị ơi. Mà thương mình phải làm sao? Đúng rồi, niệm Phật. Thương mình là phải niệm Phật. Thương mình là mình phải không khổ. Thương mình là không khổ. Khổ là không biết thương mình. Cuộc đời chúng ta đến cõi này để sống an lạc, niệm Phật giảng sanh, chứ không phải đến đây để khổ. Hiểu chưa? Mấy mươi năm cuộc đời khổ cũng sống, vui cũng sống, chọn lối sống đi. Chọn lối sống đi quý vị. Nghe không? Bây giờ 43 tuổi là lay quay chết bây giờ. Không vui để sống hay đợi chết. Nghe không? Nên sống vui, sống niệm Phật, sống có ý nghĩa. Tranh thủ thời gian. Hòa thượng còn đang tranh thủ, mình không chịu cố gắng nữa thôi. Nên ai cũng đang tranh thủ. Tranh thủ cái gì? Tu tạo phước duyên. À, nên lễ tới rồi đó, sắp xếp đi. 5 ngày đó, 30, 4, 1 tháng 5 rất quan trọng nghe. Cái lễ này cực kỳ quan trọng. Hôm nay chúng ta tổ chức hoành tráng. Ca sĩ gì hát bay vù vù. Hiểu không? Từ nơi đó 30, 4, 1 tháng 5 chúng ta cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ. Nhớ đến những người đã nằm xuống. Nghe không? Nên từ nơi đó cái tâm mình vậy đó quý vị. 2 ngày 30, 4, 1 tháng 5, 30 tháng 4 bên Đạo Tràng 3, 1 tháng 5 bên đây. Thứ 7 chủ nhật tu xong thứ 2 thì về đi. Hồi nãy mình hợp đồng rồi. Còn ai ở lâu thì ở kệ quý vị. Về cái hợp đồng đi. Hiểu không? Và thông báo ở chương trình này tập trung về mà tu tập nha quý vị ơi. Chúc bị an lạc bị ơi.